Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập truyện chống gián điệp biệt kích những tên biệt kích cầm bút phần 4 Bến Thanh gọi Bến Nghé, Bến Thanh gọi Bến Nghé, nghe rõ trả lời. Tiếng máy bộ đàm réo lên hối hả, khẩn trương. Từ tuần đặt bút xuống bàn, Cầm ống liên hợp Bến ghé nghe, nghe đây Bến ghé Và các đồng chí Mục tiêu X3 xuất hiện ở nhà giáo sư Từ lúc 7 giờ sáng Và đang rời nhà giáo sư Đề nghị đồng chí cho ý kiến xử lý Thực hiện theo phương án 1 Nghe rõ chưa Trả lời Rõ Tôi chờ báo cáo kết quả Rõ 15 phút sau Bến ghé Bến ghé nghe. nghe rõ trả lời Rõ từ tuần chưa kịp hỏi mật danh người gọi theo quỹ ước thì đã nghe máy reo lên. Báo cáo, đối tượng đang có mặt ở trụ sở công an phường X như dự kiến trong phương án 1. Cho tôi nghe ngay kết quả cụ thể. Có hàng gì không? Báo cáo chúng tôi đang đọc. Đọc cái gì? Từ tuần nóng lòng dục Hàng gì thu được thì nói lại đi. Vâng, đường lên mặt trời. Từ tuần nghe không rõ giọng nhiều người ở máy cơ động trao đổi với nhau. Đường lên, là thế nào? Thủ trưởng chờ một chút, xin lỗi. Tư Tuân cào nhào lỗi với phải. Đường lên mặt trời là cái quái gì nhỉ? Báo cáo, máy lại lên tiếng. Bến thành đây, bến nghe nghe rõ trả lời. Rõ, báo đi. Dạ, ngoài tập đánh máy bàn thảo, dấu chân cát xóa, còn có tập bàn thảo đường lên mặt trời mà khách mang trong sách. Chưa biết nội dung ra sao, đọc không kịp. Có lẽ đó là tiểu thuyết Mới liếc vội qua mấy chàng Đã thấy nó chửi cách mạng quá xá Tạm giữ ở phường Từ tuần ra lệnh Đồng chí Hồng Sơn Về gặp tôi mang theo món hàng ấy Rõ chưa? Rõ Từ tuần gác máy 15 phút sau Hồng Sơn xô cửa Bước vào phòng từ tuần Như một cơn gió Vừa kịp ngồi xuống ghế Anh đã lôi trong sách tay ra Một gói được bọc bằng giấy báo Từ tuần rời bàn làm việc Loài hoài rót trà Đặt một tách trước mặt cán bộ trẻ của mình Uống đi cho đỡ khát Từ tuần lúc nào cũng ân cần Đối với cán bộ chiến sĩ thuộc quyền như thế Đúng là một cú phạt đền 11 mét ngon sơi Ý như rằng Hồng Sơn chưa nói hết câu Đã bị từ tuần chặn lại Chớ vội lạc quan Ông bạn trẻ Hồng Sơn uống cạn tách trà Và tự mình rót thêm một tách nữa trong khi tư tuần cầm sấp giấy đánh máy chiến lợi phẩm lên xem lướt qua đúng là tập bản thảo của tiểu thuyết Dấu chân cát xóa của đoàn quốc như chúng ta đã biết nhưng chưa được đọc. Từ tuần lật lại xem bản thảo viết tay đường lên mặt trời và mau chóng nhận ra đó là một chương tiểu thuyết Dấu chân cát xóa mới được viết thêm khi sơ bộ đối chiếu hai tập bản thảo với nhau. Anh ngẩng đầu lên hỏi Hồng Sơn Khách hàng của cậu đã khai thế nào rồi? Khi bị công an phường kiểm tra cô ta đã vội thanh minh là dân chợ trời mánh mung chút ít để sống qua ngày và nài nỉ các anh công an thông cảm thật tình cô ta cũng có mang theo mấy hộp thuốc tây và mấy sấp vải ngoại hẳn cô à nghĩ rằng do mấy món ấy mà bị rắc rối thế cũng tốt cô ta tên gì nhỉ nguyễn thảo phương giáo viên cấp 2 đã nghỉ việc chờ ngày xuất cảnh để đi úc cái đó mình biết rồi Tư Tuân vuốt mái tóc cắt ngắn đã bắt đầu điểm bạc. Cô ta khai thế nào? Về tập bản thảo đánh máy và viết tay ấy. Cô à, chối biến, chẳng biết bây giờ đã chịu khai gì chưa. Chứ lúc tôi còn ở đó, cô ta bảo mua của những người mua bán giấy loại để về gói hàng, chứ không hề chú ý đến nội dung của những đồ giấy bỏ ấy." Tư Tuân mỉm cười. "Cậu thấy không? Bọn chúng đứa nào cũng giống đứa nào, chúng chỉ khai khi chúng ta đã nắm chắc được thóp của bọn chúng. Trần Ti lúc đầu chẳng khăng khăng nhận mình là một gã chuyên cờ bạc là gì. Này đến lượt Thảo Phương lại bằng lòng trong lốt của một máng mung trợ trời. Nhưng ta lại nắm được thóp của ả. À. Phải lật tẩy cái vỏ ngụy trang bên ngoài của ả à đi. Xét cho cùng, ả à chỉ là một cô gái lạc hậu, lãng mạn, sống lạc lõng bên lề xã hội mới. Chẳng phải là một đối tượng sừng sỏ gì so với Trần Thi cô ta cũng chẳng sánh kịp cậu và Kiên Trinh cũng đã có kinh nghiệm về món ấy quá rồi chắc chắn các cậu sẽ có cách làm cho cô à mở miệng nói lên sự thật cũng cần nhắc thêm với cậu rằng lắm lúc những đối tượng tưởng đâu thứ yếu lại là nguồn tin cho ta nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng đấy cậu hiểu chứ rõ tôi đi đi nhớ giữ liên lạc đều đặn với ở nhà nha Giọng tư tuân thúc giục mà ân cần Hồng Sơn đứng bật dậy Cũng như lúc đến Anh lại vụt đi như một cơn gió Còn một mình trong phòng Tư tuân dường như sống lại tâm trạng 10 năm về trước Ngày ấy thị xã Biên Hòa về khuya Không ngớt tiếng gầm rú Của động cơ phản lực Từ trong sân bay quân sự vọng ra Lẫn vào tiếng phành phạch Của mấy chiếc máy bay lên thẳng tuần tra Và những tiếng đại bác vọng thâu đêm 12 giờ đêm, có lẽ kim của chiếc đồng hồ gắn trên quả mìn định giờ đã quay hai ba vòng tròn, mà nó quay. Chỉ còn mấy giờ nữa thôi. Một cơn mưa bất chợt chút xuống cũng có thể làm hỏng các mạch điện và quả mìn không nổ. Thế là thất bại tiêu tan mọi công sức của bấy nhiêu con người trong mấy tháng trời. Từ khi phương án được trên duyệt cho đến khi quả mìn được cơ sở của tư tuân ở sân bay gắn vào trong những quả bom đang chất đống ở cạnh đường băng chờ ngày mai được những chiếc F105 mang đi gây tội ác ở Long Ninh. Tất cả những hành động được tính toán chính xác như sự vận hành của một máy chiếc đồng hồ. Từ tuần tin là mình sẽ thắng trận này nhưng vẫn bồn chồn lo lắng thao thức. Tiếng nổ của hàng trăm quả bom rung chuyển thành phố như một trận động đất anh đã đến bên khu cửa sổ đốt một điếu thuốc chậm rãi rít từng hơi nhìn văng lửa đang rực đỏ một góc thành phố giờ đây anh cũng cảm thấy thèm một điếu thuốc mặc dù anh chưa bao giờ nghiền thuốc thảo phương không quan trọng như mục tiêu của anh mười năm trước nhưng cô ta là con người mà anh không thể dùng một chiếc đồng hồ để định giờ cho cú dứt điểm mọi tin tức về một con người đều có sai số. Có thể ta đã nắm chắc 90% về con người ấy. Nhưng biết đâu, một phần trăm còn lại chính là yếu tố quan trọng nhất. Sự xuất hiện của Tào Phương bên cạnh đoàn quốc đã được ghi nhận không lâu sau lần đầu cô ta đến thăm ông ta. Mọi thông tin về cô ta được hội tụ lại thành tập hồ sơ mấy chục trang. Theo một cô giáo là bạn cũ của cô ta, tuổi mới tập tĩnh và đại học, cô ta không có biểu hiện gì đặc biệt ngoài ý định trở thành nhà văn. Cũng như nhiều học sinh, sinh viên lúc bấy giờ, cô ta lại thích một số tác phẩm của đoàn quốc, nhất là tập truyện chữ, giữ ngọc. Thỉnh thoảng, cô ta cũng làm đôi bài thơ, viết vài chuyện ngắn, không lấy gì làm khá lắm, đăng trên các nội san Inronel của sinh viên. Nhưng cô ta rất thích được người khác đọc tác phẩm của mình và trân trọng những lời nhận xét bình phẩm không mấy chân thật của họ. Trong hồ sơ xin xuất cảnh có đầy đủ xác nhận, bố cô ta trước đây là công chức đi tu nghiệp ở Philippines đến sau 30 tháng 4 năm 1975 sang định cư ở Úc, hiện nay làm nhân viên hành chính của một bệnh viện. Nói tóm lại, bản thân Thảo Phương và gia đình cô ta chẳng có lý do gì để chống cách mạng đến cùng. Đó là cơ sở để tư tuần quyết định kéo cô ta ra khỏi đoàn quốc mong muốn trở thành nhà văn. Sự mến mộ một nhà văn không phải là cái tội. Nhưng nếu cô ta đã dấn thân vào một trò chơi tội lỗi nào đó của đoàn quốc thì sao? Câu hỏi đó chính anh đã đặt ra với kiên trình. Nhưng đến nay chưa có lời giải đáp trọn vẹn, đủ cho anh yên lòng. Anh cũng không phản đối quan điểm của kiên trình, cho rằng điều tra chưa biết không hẳn là điều đáng nghi và điều đáng nghi cũng chưa phải là sự thật. Nghề nghiệp của anh không chỉ buộc tội mà còn minh oan cho người khác và thậm chí còn ngăn chặn quá trình phạm tội nữa. Nhưng dẫu sao, sai số càng nhỏ càng tốt. Đến giờ phút này, điều anh có thể tin, ngay cả trường hợp không hoàn toàn thành công đối với Thảo Phương, rằng đoàn quốc đã rơi vào cái bẫy do chính hắn Dương để lôi cuốn Thảo Phương. Giờ này, tại trụ sở công an phường, các cán bộ của anh đang chứng minh sự đánh giá và quan điểm của anh là đúng đắn. Anh mong mọi sự sẽ là như thế. Thói thường, người ta chỉ cần đến bác sĩ khi đã mắc bệnh. Anh tin Thảo Phương là một con bệnh có thể cứu chữa. Từ tuần không thể chờ đoán trinh sát báo cáo kết quả bằng máy liên hợp. Anh lấy xe tự lái xuống trụ sở công an phường. Trên đường đi, anh cảm thấy thoải mái hơn. bên bàn đèn hoàng hải nằm nghiêng trên chiếc chiếu chạy ở giữa sàn nhà đầu tựa vào chiếc gối thấp căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng cửa đóng kín bưng lâu lắm hoàng hải mới trở lại căn nhà nằm hun hút trong ngày tối này đã có thời hoàng hải nghiện nặng khuyên chồng không được vợ hắn bỏ nhà ra đi thiếu thuốc người hắn bần thần mất khả năng suy tư song vắng bóng người vợ trong nhà hắn thấy quá cô đơn Hắn vật vã đấu tranh suốt mấy tháng trời để cai nghiện và rước vợ về lại cùng nhau chung sống. Thời gian mười mấy tháng trời ấy là một điểm nhớ đời đối với hắn. Tuy vậy, mỗi khi đầu óc căng thẳng, tâm hồn bất ổn, hắn lại tìm đến với nàng tiền nâu để cầu được những phút giây bình an, tạm quên những điều bất chắc trong cuộc sống. Hắn nằm bất động, nhìn ngọn đèn dầu lạc, leo lét trong cái chụp thủy tinh ám khói đang tỏa chốt ánh sáng vàng vọt như ánh mắt ái ân của người tình vẻ ngây dại như say mê mờ nhạt mà lôi cuốn lạ thường nhìn vào đó hoàng hải thấy mạch sống được khơi dậy như dòng suối nhỏ không ảo ạt nhưng giạt rào triển miên khái niệm về thời gian tàn loãng quá khứ hiện tại và tương lai như hòa quyện vào nhau lâu nay sao ông không lại chơi với chúng tôi thời buổi khó khăn ở chung một thành phố mà như góc biển chân trời lão chủ bàn đèn vừa nướng thuốc vừa bắt chuyện chỉ có ông duyên anh trước khi ra đi vẫn nằm ở đây hàng ngày để viết thế sao hoàng hải miễn cưỡng trò chuyện vâng ông ấy là chỗ quen biết lâu ngày như ông tội nghiệp đi học tập về ngại không tiếp xúc với anh em cũ tiền bạc lại không bao nhiêu chỗ thân tình tôi bảo ông ấy cứ đến chơi Khó thì khó, chứ đã anh em một ngày vài cữ cũng còn kham nổi. Cụ Vũ trước khi mất cũng thường tới thăm tôi. Chỉ có ông là ít tới thôi. Hoàng Hải mà nhìn bàn tay nướng thuốc sành sỏi của lão già. Ở đầu cây tiêm bằng bạc, chất nhựa màu nâu được nướng phồng lên rồi cô lại cho đến khi to bằng hạt đậu. Lão già lăn thuốc trên vành diện bằng đất nung hình phễu cho tròn đều lão tọc đầu cây tiêm có thuốc dính vào miệng diện chính xác như những người châm cứu trích mũi kim và đúng nguyệt đạo và khi rút cây tiêm ra thì chất thuốc nằm gọn lại đó lão trân trọng nâng ngang tàu thuốc dâng cho hoàng hải xin cụ hoàng hải tiếp lấy bằng cả hai tay môi hắn run run đặt vào đầu ống tàu bịt bằng ngà từ từ đưa miệng tàu úp ngược trên ngọn đèn dầu và bắt đầu hút tiếng rít lúc đầu nặng chậm rồi mỗi lúc càng vang lên gọn và nhanh đúng lúc chất thuốc vừa cháy hết lão già kịp thời dùng tay phải đón lấy tẩu thuốc tay kia trao cho hoàng hải chén trà đặc rót sẵn hải đón lấy chén trà uống cạn để ém khói rồi ngả đầu xuống gối nằm co người lạ đôi mắt lim dim mơ màng khói thuốc bắt đầu thoát ra ở mũi mặc dầu Hoàng Hải cố nén lại bên trong lồng ngực. Hai chân của hắn càng lúc càng co quắp lại. Mấy ngón tay khẳng khiu, mân mê mớ tóc bạc dối bời. Đôi môi mấp máy như tự nói với chính mình một điều gì đó. 15 phút sau, Hoàng Hải hút điếu thứ hai và lại nằm hưu hưu như vậy. Thoạt nhìn tưởng như hắn ngủ say. Thế nhưng hắn đang tỉnh. Càng lúc càng tỉnh táo và bộ óc của hắn bắt đầu làm việc những suy nghĩ rời rạc đứt đoạn mơ hồ nối nhau lại thành hệ thống mạch lạc bỗng hắn ngồi dậy tạm biệt chủ nhà rồi ra đi đêm ấy hoàng hải lôi các tập bản tạo được giấu kỹ trên mái nhà xuống chọn giữ lại một số phần còn lại mang vào bếp đốt sạch hơn một trăm trang giấy cháy tiêu trong năm phút chúng đã mang lại cho hắn gần ba nghìn năm trăm đô la và giờ đây sự tồn tại của chúng đang là tai họa. Hắn đã có kinh nghiệm trong lần bị bắt trước. Mọi dấu vết phải được xóa sạch. Hắn dự kiến rằng nếu ngày nào đó công an có đến đọc lệnh khám xét nhà, hắn sẽ vui vẻ nói. Xin mời các ông cứ thi hành phận sự. Và hắn sẽ bấm bụng cười thầm. Khi Hoàng Hải rửa tay, ngồi ở ghế salon hút thuốc, thì vợ hắn đến ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi khẽ. Sao anh làm thế? Em cứ để mặc anh." Hoàng Hải hơi bực mình, giữ tư của nợ ấy làm gì? Chả lẽ anh không biết nữa. Nỗi lo lắng của người vợ như tăng thêm khi nghĩ tới việc chồng mình gác bút thì cũng có nghĩa là đô la không còn đến bàn tay như thời gian qua nữa. Để cho vợ yên tâm, Hoàng Hải âu yếm. Đó lại là chuyện khác, em pha cho anh cốc cà phê đi. Hoàng Hải không muốn vợ tiếp tục hỏi về công việc của hắn. Người vợ quen chiều chồng, vội đi xuống bếp. Hoàng Hải rất thích nhìn vợ từ phía sau. Hơn 20 năm trước, chính cái dáng đi ấy đã buộc chặt cuộc sống lêu bêu của hắn như cái neo đối với con tàu. Mặc dù lúc ấy, Hoàng, vợ hắn, đã một đời chồng với ba đứa con riêng. Một mối tơ duyên muộn màng và không được cân xứng lại đem đến cho Hoàng Hải những bù đắp thỏa đáng. Người thiếu phụ ấy phục vụ chồng vô điều kiện. Trong sự cưng chiều của người vợ có một phần nào sự bao bọc của người chị đối với đứa em. Về phần Hoàng Hải, người vợ như một dòng sông mà hắn có thể ngụp lặn tắm mát thỏa thích sau những ngày bon chen vất vả. Thân hình đầy đặn, sung mãn của người phụ nữ sinh trưởng ở đồng bằng Nam Bộ. Cộng với khuôn mặt sắc sảo phẳng phất những nét phương tây đã nâng nhan sắc của bà ta lên trên mức bình thường trong đời hoàng hải có hai thích thú mà hắn cho là kỳ diệu là đôi mắt của vợ và ngọn đèn dầu lạc trong tiệm hút nhìn vào đó hắn thấy cả độ sâu thẳm của lòng mình sự níu kéo của cuộc sống vừa đam mê vừa tỉnh táo vừa rực rỡ vừa mờ ảo đó là những nguồn gợi hứng cho hắn suy nghĩ vợ chồng hoàng hải đã có sáu con đủ cả trai lẫn gái. Trong đó có ba con riêng của vợ, năm đứa con đã lập gia đình và đi ở riêng. Với gia cảnh ấy, con người ta thường dễ yên phận với tuổi xế bóng. Song Hoàng Hải đâu phải là một người như vậy. Hắn luyến tiếc một thời xưa, hắn hy vọng về một sự cứu rỗi, về một cơ may đủ sức xoay ngược tình thế hiện tại. Và hắn đã nhận được tín hiệu từ xa vọng đến đầy hứa hẹn thúc giục hắn vùng vẫy. Đó là một ảo tưởng. Nhưng đối với hắn lại là một vũng nước xanh mát trong sa mạc mà hắn là kẻ sắp chết khát. Những tín hiệu đến với hắn bằng nhiều cách. Những lá thư của bạn bè gửi từ bên kia đại dương. Những buổi phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ ngày đêm vút lên trong không gian mà Hoàng Hải đón nhận bằng chiếc radio hiệu Zenith cực mạnh. Hắn biết rằng qua những tín hiệu ấy, từ những xứ xa xôi, người ta còn quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Có những câu, những ý, hắn gần như thuộc nằm lòng. Chúng tôi sẽ làm hết mình để anh trở thành Imoter. Hoàng Hải còn nhớ rất rõ nét chữ quen thuộc của người bạn ở Washington gửi cho hắn năm 1976. Có lẽ người ấy cho rằng từ Imoter trong tiếng Pháp thâm thúy hơn từ bất tử trong tiếng Việt, nên đã cố tình sử dụng ấy đến hai lần trong mấy chục dòng của lá thư đầu tiên gửi cho Hoàng Hải. Ở đây mọi người đều nghĩ và tin chắc thế nào Việt Nam cũng có những Sonic Sơn. Mới đây, cả ông Muller, người bạn gần gũi nhất một thời của anh, cũng nói như vậy với tôi khi nhắc tới anh. Hoàng Hải không hề có ảo tưởng trở thành một nhân vật có tầm cỡ như Solzhenitsyn. Dễ gì có thể viết một cái gì đại loại như quần đảo Gulag để biện minh cho tên phản bội Vaso. Nhưng hắn biết chắc bạn bè của hắn ở bên kia đại dương đang cần những món gì. Lúc khát cháy cổ, một ly nước lã cũng quý không kém một chai coca ướp lạnh. Hoàng Hải đã làm cho cơ quan USOM từ năm 1954 đến năm 1973 lại làm việc cho USIS cách nhau gần 20 năm ở hai thời điểm mở đầu và kết thúc thực sự có mặt chính thức của người Mỹ ở Sài Gòn hắn có đủ thời gian để hiểu về người Mỹ trước kia họ là như thế thì nay và sau này họ vẫn như vậy nếu không có Coca-Cola thì họ sẵn sàng nhận lý nước lạnh có còn hơn không Hoàng Hải tự cho mình không chỉ là một ly nước lạnh bình thường, mà là một ly nước hiếm hoi trong sa mạc. Sự khan hiếm ấy nâng cao giá trị của hắn lên. Năm 1976-1977, hắn đã hái ra tiền nhờ nhạy bén khai thác tình trạng khan hiếm ấy. Nhưng hắn đã phải trả giá khá đắt. Chính vì vậy, sau khi dự cuộc họp ở nhà chị của Kiều Trang về, Hoàng Hải thấy có điều không ổn. Lần trước, chỉ một mình hắn độc quyền làm ăn với bên ngoài. Thế mà công an cũng phẳng ra khiến hắn phải vô trại giam hắn đã viết nhiều thể loại tức truyện phiếm luận nghị luận văn học thơ với đủ các bút hiệu đến bản thân hắn cũng không nhớ hết ấy thế mà công an đã giúp cho hắn nhớ một loạt bút hiệu mà hắn đã ký trên những bài được in ở các báo của phe hắn xuất bản ở nước ngoài nào là người sài gòn ngụy công tử con trai bà cả đội yên ba hạ thu Hắn không ngờ công an bỏ công siêu tầm và nghiên cứu sự nghiệp văn chương của hắn kỹ như vậy. Biết giấu không được, hắn đã khai tuốt tuột. Đó là phương thức tối ưu Thà rằng khai cái người ta đã biết để được nhẹ tội, còn hơn chối quanh. Về mặt này, hắn cũng tự hào rất am hiểu công an cộng sản. Hắn được khoan hồng thật. Hắn không tiếc lời, thề thốt và viết trong bản cam kết. Khi được nhà nước khoan hồng, cho về sum họp với vợ con. Tôi sẽ lo làm ăn lương thiện. Nếu biết được bọn phản động nào đang hoạt động, nhất định tôi sẽ tố cáo với chính quyền khanh mạng. Hắn quá biết những người tha cho hắn cũng chính là những người có đủ khả năng bắt lại hắn. Nếu thấy hắn có hành động trái với lời cam kết, những người có bản lĩnh như khổng minh có thể tha mạnh hoạch đến bảy lần kia mà. Hắn cố làm mọi cách để được tha sớm ngày nào hay ngày ấy cuối cùng hắn được tự do theo đúng nghĩa của tự ấy sau một thời gian nghe ngóng thăm gió hắn lại viết thư cho bạn bè cũ ở nước ngoài hắn đã nhận được hàng nhưng chẳng ai bỏ tiền ra cho không hắn lại phải sản xuất một lượng bài vợ tương ứng với số tiền nhận được lén gửi đi trả nợ vừa làm hắn vừa sợ hắn chỉ hy vọng công an coi thường hắn cho rằng hắn đã bị lộ không dám tái phạm nữa. Nhưng hắn cũng không ảo tưởng sẽ che mắt chính quyền cách mạng được mãi. Chính nhờ cữ thuốc viện vừa rồi, hắn quyết định dứt khoát phải rút sớm ra khỏi tòa soạn tại chỗ ấy. Hắn đã gửi cho Trần Tam Tiệp mấy bài và đã nhận được tiền nhuận bút. Dại gì mà tập họp lại cho đông. Càng đông người càng dễ lộ. Thà rằng rút chân ra sớm, nghỉ một thời gian chờ xem động tĩnh thế nào hắn còn tính toán làm những động tác giả để thăm dò ngay cả chuẩn bị đối phó với khả năng xấu nhất là bị khám nhà vì thế hắn đã chọn để lại một số thứ có thể thanh minh rằng hắn đã biết hối cải và không làm gì xấu gần đây hắn học thêm nghề hội họa trong mớ tài liệu mà hắn không đốt có tập tranh phác họa do hắn vẽ hắn có thể nói với công an thưa các ông đây là công việc hàng ngày của tôi các ông xem, tôi già rồi, sức yếu còn làm gì nổi, nên tôi đã học vẽ. May ra có được một nghề vừa sức, hợp khả năng để sống. Trong hàng trăm bạt phác họa có một biếm họa vẽ một người đàn ông khệ nệ bê một thùng ngàn trước ngực, có ghi rõ địa chỉ người nhận: Nguyễn Văn Ngưu, 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở một góc có ghi mấy câu thơ: Tám chín năm nay anh ở thành Ngộ anh ra bưu điện lãnh đổ cho em Đồ em vừa nặng vừa to Anh đã còn mắt Anh no cái mồm Tháng 3 năm 84 Hắn cho rằng bức tranh này Là bằng chứng hùng hồn Đấy, các ông thấy không Tôi đã thấm thía kinh nghiệm bản thân Ai ham tiền làm bậy Để được bọn xấu ở nước ngoài Gửi hàng về cho Thế nào cũng vào trại giam số 4 Phan Đăng Lưu của công an thành phố Hắn đắc ý cười thầm Cà phê đã nguội cả rồi Sao anh chưa uống Ồ thế sao Hoàng Hải sực tỉnh Nhận ra vợ đã mang cà phê lên từ bao giờ Mà y không ngay Em chưa bỏ đường đấy Người vợ nhắc Thế à Hoàng Hải múc mấy thìa đường Bỏ vào tách Và quay sang âu yếm nhìn vợ Anh đãng trí quá Sao em không bỏ đường sẵn cho anh Em nghĩ để anh tự bỏ cho vợ ý Hoàng Hải cảm thấy ân hận vì lúc nãy đã có phần cộc cằn với vợ, hắn nhấp một ngụm rồi đưa tách cà phê lên môi vợ. "Em uống một chút, và anh cho vui." Người vợ chiều theo, vừa nhấp cà phê vừa liếc nhìn chồng. Hoàng Hải cảm thấy lúng túng, vội quay mặt chỗ khác. "Em thấy chiều nay anh thế nào ấy." "Anh đang mệt." Hoàng Hải muốn lẩn tránh. "Để em xem nào." Hoàng áp sát vào Hoàng Hải, tưởng như sắp hôn chồng. Bỗng bà ta vội giang ra Dẫy này Thôi thôi ông ơi Ông lại đi hút phải không Đâu có Hoàng Hải chối phăng Dối tôi thế nào được Tôi ngửi là biết ngay Ông hứa với tôi thế nào Khổ thân tôi không Trời ơi Bà ta ngã rúi vào người chồng Khóc rừng rừng Hoàng Hải ngồi chơi như tượng đá Tự trách mình Đã không thận trọng Lệ thường Mỗi lần lén vợ đi hút Khi về nhà hoàng hải lo đánh răng tắm gội bằng xà bông thơm cho bay mùi khói thuốc các loại mùi quỷ quái ấy cứ bám vào da thịt tóc tai quần áo thoáng người là nhận ra ngày hoàng hải bị cấm hút không phải do thiếu tiền hàng tháng nhận được vài thùng hàng thì đâu đến nỗi bà ta phải làm gắt như vậy vì hơn ai hết bà biết chồng mình dễ ngựa quen đường cũ còn ai hiểu tai họa sẽ đến với gia đình mình bằng người vợ khi có một ông chồng nghiện ngập nhớ lại lần vợ bỏ nhà ra đi hoàng vội năn nỉ em hãy thông cảm cho anh hoàng ơi hắn muốn nói nhiều với vợ nhưng không thốt lên được có những điều em không thể nào hiểu và giúp anh được nhưng khói thuốc lại cần thiết cho anh những năm tháng của cuộc đời đã suýt soát nửa thế kỷ ngày ấy ở xứ lụa hà đông ông tri phủ vân đình nằm trên sập gụ ngọn đèn dầu lạc, khói thuốc tỏa trong gió sớm, sương chiều. Đứa cháu trai gãi lưng cho ông ngoại. Em thấu hiểu cho chăng, khói thuốc đã theo anh từ đó, trong khi em mới về với anh 30 năm. Cuộc đời trôi giặt như chiếc lá, người con gái áo xanh bên bờ sông đuống, chỉ có trong chuyện liêu trai đến với Dương Hải, tên cúng cơm của hắn, trước khi thiếu phụ tên hoàng ấy lấy hắn. Hắn trở thành hoàng hải, biệt hiệu ký trên những thiên phóng sự đăng trên báo ngôn luận trên văn nghệ tiền phong của Hồ Anh 1956 những phóng tác đỉnh gió hú kiều giang nụ hôn từ biệt tiếng cười trong đêm tối Hoàng Hải xuất hiện và tồn tại như thế đó cũng nhờ thuốc phiện Sài Gòn năm 1973 ông Hoàng Hải xứng đáng là người mang thông điệp của nền văn chương hiệp Trung Quốc Giám đốc USIS trịnh trọng từ trên bục bước xuống để nhường lời cho diễn giả. Hoàng Hải nghe tiếng nói của mình dội lại từ hệ thống loa, như ngày còn bé, trọ miệng xuống giếng la hét. Những thính giả vô tư, bất động. Sài Gòn, ngày 29 tháng 4, năm 1975. Ông cố gắng tìm mọi cách đến công viên, đại chiến sĩ. Chúng tôi sẽ đón ông bằng trực thăng. Chỉ có thể đậu ở trên nóc biên dinh gần đó. Alan Carter gào trong điện thoại. Rất tiếc, xin từ biệt. Hoàng Hải ném ống nghe, lăn lóc ở trên bàn. Hoàng rũ người trên vai hắn, nước mắt thấm vào da thịt. Tại sao lại là nụ hôn từ biệt? Đúng ra là nụ hôn trước khi chết. Washington, năm 1977. Anh sẽ trở thành Immortal. Anh đủ điều kiện để trở thành một Sodenison. Và hôm nay, tháng 4, năm 1984, chẳng biết rồi sẽ ra sao. Một chiến sĩ bước vào phòng của Tư Tuân, trao cho anh báo cáo của một tổ trinh sát, báo cáo ngắn gọn. Tư Tuân chộp lấy, đọc ngay. Vào lúc 8 giờ sáng, tổ chúng tôi đang theo dõi Khuất Duy cùng Dương Hùng từ nhà đến quán cà phê ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Cả hai đều uống cà phê đen. 15 phút sau, có một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi, cao gần 1m70, để riêng mép, đeo kính trắng, đến ngồi cùng bàn với Khuất Duy và Dương Hùng. Họ nói chuyện với nhau tỏ vẻ thân mật Chứng tỏ họ có quen biết nhau Có hẹn với nhau từ trước Người đàn ông lạ mặt đi xe phép Biển số 50B Kiểm tra ở phòng cảnh sát giao thông Số xe này là giả Nửa giờ sau Hắn từ dã hai tên trên Đi loanh quanh nhiều vòng Ở khu vực chợ lớn Có vào uống nước hai lần Ở quán dọc đường Nhưng không tiếp xúc với ai Đến 11 ba 30 Hắn đến quán cây dừa ở đường Lê Lai. Sau 5 phút, một thiếu nữ vào cùng ăn cơm với hắn. Hai người ngồi ở quán đến 12 giờ 30 phút. Trước khi chia tay, người đàn ông trao cho thiếu nữ một phong bì rồi lén lên xe chạy về đường Nguyễn Văn Trỗi. Đến cổng xe lửa số 6, luồn qua đường Nguyễn Huỳnh Đức rồi mất hút. Đối tượng cố ý chống theo dõi. Còn thiếu nữ đi xích lô đến biêu điện thành phố. Được biết cô ta là Nguyễn Thị Yến nhân viên ghi C số 9, phòng ngoại dịch. Từ tuần ngẩng lên, dáng suy ngẫm. Chuông điện thoại reo, anh nhấc ống nghe. Phòng tiếp dân công an thành phố báo cho biết là có ông Dương Hải, bút hiệu Hoàng Hải, đến xin được trực tiếp gặp các anh. Từ tuần bỗng nhíu mày rồi nói vào ông nghe. Đồng chí nói giúp cho ông ta là xin chờ trong một lát. Từ tuần gác máy và cho mời kiên trinh tới trao đổi các anh không còn lạ gì hoàng hải nữa Hắn thường khoe với bạn bè Thân thuộc rằng Chưa có ai hiểu công an cộng sản bằng hắn Vì hai bên đã có duyên nợ Lâu đời với nhau Cuối năm 1946 Hắn theo gia đình tán cư về Gia Lâm Ngoại thành Hà Nội Đó là cơ hội để hắn tiếp xúc Làm quen với công an cộng sản Hắn thường khoác lác rằng Vào năm 1949 Hắn được đưa đi dự một lớp huấn luyện tình báo 6 tháng ở Thái Nguyên cho nên quá rành bài bản của công an. Chẳng biết chuyện hắn nói có mấy phần trăm là sự thật, nhưng điều chắc chắn là đầu năm 1950, hắn bỏ trốn về vùng tạm chiếm. Rồi đến năm 1951 chạy vào Sài Gòn với bố hắn, lúc đó đang làm thống phán trong dinh thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Hắn cắt nghĩa lý do dinh tê của hắn là do thấy rõ thực chất của cộng sản nên hắn từ bỏ kháng chiến. Lần thứ hai, hắn có dịp lại chạm mặt với công an ở Hà Nội vào năm 1955. Lúc ấy, hắn từ Sài Gòn dùng thẻ nhân viên cơ quan USOM mua vé máy bay vù ra Hà Nội để thăm thành phố quê hương. Lần cuối trước khi đất nước bị chia cắt. Chuyến đi đặc biệt này của hắn đương nhiên không thể lọt khỏi đôi mắt công an Hà Nội trong những ngày đầu tiếp quản thủ đô. Cũng may, hắn thay tên đổi họ, giấu tên thật là Dương Hải. Lần theo số người di cư xuống Hải Phòng và theo tàu thủy của Mỹ vào năm. Và lần thứ ba, tháng 11 năm 1977, hắn gọi là cuộc đối đầu trực tiếp với công an. Là thời gian hắn bị bắt giữ về tội làm thơ ca phản động. Cái gì đã lộ thì không cần xấu. Đó là phương châm của hắn. Lần ấy, hắn đã nhận tuốt là làm 34 bài báo ca dao về phản động xuyên tạc đã kích chế độ xã hội chủ nghĩa sau thời gian cải tạo khi mới được tha về nhà mấy hôm hắn vội thanh minh với bạn bè rằng hắn phải giả khờ qua ải giả khai báo thành khẩn mới được tha sớm và công an đã mắc mưu hắn thế nhưng có kẻ vẫn nghi ngờ hắn đầu hàng cộng sản thay vì trả lời hắn đã kể lại buổi tiệc luận anh hùng giữa lưu bị với tào tháo và cắt nghĩa sở dĩ tháo không giết bị vì họ lưu giả làm kẻ tiểu nhân giữa buổi tiệc nghe sấm nổ làm bộ hoảng sợ đánh rơi đồi đũa đang cầm hắn lý luận rằng người như hắn mà cố chứng tỏ rằng đã từ bỏ tư tưởng cũ giác ngộ cách mạng thì không ai tin nhưng nếu làm ra vẻ hèn hạ run sợ thì người ta có thể tin và không chú ý vì cho rằng hắn không phải là thành phần nguy hiểm cũng như Tào Táo đã coi thường Lưu Bị, giả tiểu nhân mới thật sự là quân tử. Đó cũng là phương châm hành động của hắn. Kiều Trinh nói với Từ Tuần, tên này đang giở trò gì đây? Có thể vì cảm thấy nguy cơ đang đến nên hắn tung một quả bóng thăm dò, bằng cách tìm tới công an xin báo một số điều, hắn cho là chúng ta đã biết để xem phản ứng của ta, một kiểu động tác giả đây thôi đúng vậy. từ tuần nói. tạ thế ta chẳng cần gặp hắn xem hắn phản ứng ra sao. khi nào cần ta sẽ gặp sau. sau khi nhất trí với nhau, từ tuần nhấc ống nghe điện thoại quay số. alo phòng tiếp dân. nhờ đồng chí báo giúp ông hoàng hải rằng những người mà ông ấy cần gặp hôm nay đều đi vắng cả. xin mời ông ta về. khi nào có dịp xin hãy quay trở lại hoặc không thấy cần thiết các đồng chí ấy sẽ tìm đến liên lạc trực tiếp. Đoàn quốc xuống xe xích lô ở dốc cầu công lý và rẽ vào khu cư xá. Từ xa, ông ta đã nhận ra chiếc Honda PC màu xanh đậm quen thuộc của Tào Vương đang dựng trước quán cà phê Bích Huyền. Có một chút gì như xấu hổ khi ông ta nhận ra đôi chân của mình bước nhanh hơn thường lệ. Nếu Tào Phương không hẹn thì ít khi ông ta đến quán cà phê này. Chủ quán là chỗ quen biết, nhưng nơi đây thường có những bạn bè cũ mà ông ta không muốn gặp, làm sao có thể tìm được mọi người? Thời thế đã thay đổi lắm rồi. Làm sao tin được lòng dạ con người vạn bất đắc dĩ, phải gặp ai thì ông ta cũng thủ miệng như bình, tránh mọi cuộc tranh luận, nhất là bàn chuyện thời sự, họa theo miệng mà ra, câu của người đời mọi thời đều đúng. Ấy thế mà Tào Phương đã chọn đúng cái quán này để hẹn. Hồi chiều cậu em của Phương ghé lại nhà trao cho ông một mảnh giấy nhỏ, vẹn vẹn có dòng chữ. Em có việc gấp cần bàn. Chiều nay, lúc 6 giờ, thầy đến quán Bích Huyền nhé. Em đợi thầy. Thật bất ngờ, từ lâu, ông ta đã lãng quên những cuộc hò hẹn. Năm tháng đã phủ một lớp bụi dày. Thảo Phương ngồi ở bàn bên, kê ngay lối vào, quay mặt ra ngoài. Chiếc sách tay đan bằng sợi ni lông màu đen để trên chiếc ghế mây bên cạnh Khi đoàn quốc bước vào Thảo Phương lấy sách tay lên Để trên đùi mình Dành chiếc ghế trống cho ông ta Em sợ thầy không đến được Đoàn quốc thấy Phương mất đi Vẻ nhí nhảnh thường lệ Tưởng cô nàng làm mặt giận Vì phải chờ đợi Thật ra lúc ấy mới 6 giờ kém 10 phút Tôi có đến muộn lắm không? Phương Ông ta phần bùa Ông lão đạp xích lô chậm như sen nhưng được cái an toàn Mấy ông tướng trẻ đạp thì có nhanh Nhưng khiếp lắm Không, thầy chớ bận tâm Tại Tào Phương nóng nóng Nên đến sớm quá, thành phải đợi lâu Đoàn quốc nhận ra vẻ bất thường Ở giọng nói của Phương Có gì vì mà Phương cần gặp tôi đột ngột Cả đêm rồi em không ngủ Chỉ chờ mau sáng Để nhắn gặp thầy vào chiều nay Đôi mắt cô ta chớp chớp như muốn khóc Khiến đoàn quốc bối rối em đã làm hại thầy. Ngay lúc ấy, bà chủ quán ra chào. Để che giấu tình cảnh khó xử lúc đó, ông ta vội vã xin một ly cà phê đen trước khi được mời. Cốt khỏi kéo dài câu chuyện với chủ quán. Khi không còn bị ai quấy rầy, Tào Phương bắt đầu thuật lại việc bị công an tịch thu tập bản tàu hôm qua. Đoàn quốc cố không để lộ sự lo sợ, nhưng hết sức bàng hoàng. Ông ta lặng lẽ múc đường bỏ vào tách chậm rãi quấy cà phê bằng chiếc thìa nhôm rồi đưa tách nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê ở đây ngon tuyệt phải không phương? Quán này lâu nay vốn nổi tiếng mà. Điều chắc chắn là cà phê nguyên chất, không pha trộn linh tinh như các nơi khác. Tiếc rằng hôm nay trời nóng quá, nếu như trời trở lạnh một chút, thêm một ít mưa phùn như trời Hà Nội. Em lo quá nên uống hết không biết ngon giờ. Thầy nghĩ thế nào? thảo phương dường như không còn chịu đựng được nữa chuyện đâu còn có đó phương ạ à. cô hãy kể tỉ mỉ việc họ bắt gặp tập bàn thảo đoàn quốc cố tỏ vẻ bình tĩnh để làm yên lòng thảo phương thảo phương ôn lại khúc phim của sự việc và bắt đầu kể chi tiết khi qua ngã tư địa biên phủ cách mạng tháng 8, em bị cảnh sát giao thông chặn lại yêu cầu cho xem giấy tờ xe họ bảo rằng bảng số của em không đúng quy cách thầy xem đấy chữ số đã bị chóc hết lớp sơn đen tại thằng em út em nghịch ngợm cạo trời đấy không ngờ lại sinh ra chuyện rắc rối nhưng vì sao lại đổ bể ra tập bàn thảo toàn quốc hỏi Khi em lấy sách tay tìm thẻ chủ quyền xe có vô ý để cho họ thấy mấy lọ thuốc xui xẻo quá người ta mới nhờ em mua hộ trước khi đến nhà thầy vì chục lọ thuốc quái ác ấy Họ bảo em theo họ về phường Em cố năn nỉ để họ thông cảm Nhưng họ nhất quyết từ chối Tại trụ sở công an phường Họ bảo lôi hết đồ đạc trong sách ra Lúc đầu họ không chú ý tới tập bản thảo Chỉ quan tâm mấy lọ thuốc và sấp vải Em tưởng đã tai qua nạn khỏi Cùng lắm họ tịch thu mấy món ấy Nhưng có một cô công an lại tò mò Giờ tập bản thảo ra đọc Và mọi chuyện rắc rối đã xảy ra Toàn quốc im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi. Cô nói với họ thế nào? Em bảo họ em chẳng đọc nên không biết nội dung là gì. Họ tỏ ra nghi ngờ. Em cắt nghĩa rằng em mua người bán ve chai để về gói hàng vì thấy giấy bơ lưa trắng trẻo sạch sẽ. Trước sau, em vẫn nói như vậy. Cô bé ấy mang các thứ lên trên lầu, dường như để báo cáo với cấp trên. Độ 15 phút sau, họ trả lại sấp vải cho em lập biên bản tịch thu chục lọ thuốc và tập bản thảo. Họ bảo em không được mua loại thuốc ấy mà không có toa của bác sĩ. Riêng tập bản thảo, họ dặn em lần sau có mua giấy loại cũng phải xem cho biết nội dung, kẻo mua phải tài liệu phản động thì phiền. Em được thoát, nhưng tập bản thảo của thầy thì không sao, còn có bản khác. Phương ứng phó rất thông minh, mong rằng đây chỉ là một tai nạn run rủi nhưng cũng phải cẩn thận. Lúc đi ra đường, cần chú ý xem có dấu hiệu gì khác thường không. Toàn quốc nhẹ hẳn người. Có lẽ mọi sự chỉ có thế thôi. Ở thành phố này, còn hàng tấn sách báo, tài liệu cũ còn rơi rớt. Nhà nước thu gom mãi, vẫn chưa hết. Phương ơi, tôi được gọi đi khám sức khỏe vào ngày mai. Như vậy, chắc không đầy vài tháng nữa, thầy sẽ được xếp chuyến bay. Có lẽ sẽ có danh sách sớm hơn. Tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt phương lạy chúa mong sao ngày ấy mau đến thảo phương cũng trở lại nét mặt vui tươi hàng ngày cô ta kể về lá thư mới nhận của đứa em gửi từ sydney nó đang nghỉ hè và mong sao cho phương qua sớm để tiếp tục vào đại học như nó phương muốn học môn kế toán để dễ tìm việc làm còn đoàn quốc thì khuyên phương nên viết văn làm báo ông ta bảo rằng ở nước ngoài cũng có nhiều bạn bè đang hoạt động trên lĩnh vực này, nhưng hầu hết đều là nam, còn nữ thì rất hiếm, mà phàm cái gì hiếm thường rất quý. Hơn nữa, Phương rất có triển vọng thành đạt vì có năng khiếu về văn học nghệ thuật. Chính vì vậy, Đoàn Quốc đã khuyến khích Phương tập viết và tận tình chỉ vẽ Phương, trở thành một người học trò duy nhất của ông ta hiện nay. Sau khi được tha về ba tháng, Toàn Quốc nhận được một lá thư gửi qua đường bưu điện của một thiếu nữ ký tên ph tự nhận là học trò cũ của ông đồng thời là người ái mộ văn chương của ông ta trong thư ph nhắc lại kỷ niệm về những tiết học ở đại học vạn hạnh do đoàn quốc giảng dạy trước ngày giải phóng vẫn tỏ lòng kính phục và muốn được đến thăm người thầy cũ thật lòng lúc ấy đoàn quốc không hề thiết tha một cuộc thăm viếng như vậy ông ta không muốn tiếp xúc với tất cả mọi người. Thế nhưng, Phương vẫn đến vào một sáng chủ nhật, trong lúc ông ta đang ngồi thiền. Đã hàng chục năm nay, ông ta đã luyện tập thiền. Mỗi ngày hai bận, vào lúc sáng sớm và sau bữa cơm tối. Ông ta vào phòng yên tĩnh, tọa hàng giờ. Mỗi khi nhập thiền, ông ta dặn trước vợ con không được quấy rời. Dầu với bất cứ lý do gì, có việc gì gấp mấy cũng phải đợi cho đến khi cửa phòng riêng của ông ta mở ra chính vì vậy hôm phương lần đầu đến thăm người thầy cũ cô ta phải đợi cả giờ đồng hồ thưa thầy ạ thiếu nữ rột rè đứng dậy chào khi đoàn quốc vén bức màn bước ra phòng khách ông ta miễn cưỡng gật đầu chào lại mời khách ngồi và cố nhớ lại mình đã gặp thiếu nữ này ở đâu nhưng làm thế nào tìm trong ký ức mờ nhạt về một người học trò nào đó qua những năm tháng đầy ấp sự việc. Ông ta khẽ lắc đầu bất lực, trong khi thiếu nữ tự giới thiệu. Hẳn thầy không nhớ ra em. Em là Phương, Thảo Phương, người đã viết thư thăm thầy, ký tên PH. Chắc thầy đã nhận được. À, Phương đấy à? Đoàn quốc kêu tên. Vâng, tôi đã nhận được lá thư ấy. Xin cảm ơn cô đã nhớ đến. Thế ra cô học ở phân khoa giáo dục. Vâng, Em chỉ học thầy được mấy tháng khi đến ngày 30 tháng 4. Nhưng em đã đọc tác phẩm của thầy từ thời học trung học. Thế này cô sinh sống ra sao? Đoàn quốc cảm thấy ân hận ngay khi tốt ra câu hỏi ấy. Phương đến thăm là hướng về quá khứ mà ông ta vội nhắc đến hiện tại. Quá khứ vàng son, còn hiện tại thì... Ông ta tự trách mình vụng về. Thế nhưng Phương cũng không có gì quan tâm tới điều đó. Cô ta trả lời rất tự nhiên Mấy năm trước em đi dạy học Nhưng đã xin nghỉ từ năm ngoái Ở nhà buôn bán Chờ xuất cảnh với gia đình sang Úc Dạ cô có người thân ở Úc Dạ ba em Nghe nói thầy cũng làm đơn xin qua Úc với người thân Vâng Con gái tôi bảo lãnh Biết đâu sau này qua bên đó Ta có dịp gặp nhau Tôi đã sống ở nước ngoài nhiều năm Rất buồn và ít được giao dịch với người mình đôi khi phải vượt mấy trăm cây số để thăm nhau lúc trước thì như vậy chứ bây giờ khác rồi người việt di tản qua đó nhiều có địa phương như quận oren của california hầu như toàn người việt chắc rằng rồi ở đây sẽ có những việt nam town giống như china town ở new york đoàn quốc được phương cho biết hồ sơ xin xuất cảnh của cô ta đã được chuyển đến nguyễn trãi họ nói với nhau về các dự định làm ăn sinh sống khi họ được ra nước ngoài và hứa hẹn thế nào cũng liên lạc với nhau. Câu chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ và Thảo Phương từ giã ra về. Kể từ ấy, thỉnh thoảng Thảo Phương có ghé lại thăm đoàn quốc và mau chóng trở thành người thân với cả gia đình ông ta. Thảo Phương cũng đã nhận bán giúp món hàng khi thì vài sấp vài ngoại khi thì giam hộp thuốc do con gái và bạn bè của đoàn quốc gửi về toàn quốc cũng đã tìm đến thăm gia đình Thảo Phương ở cư xá Bắc Hải. Đối với ông ta, Thảo Phương luôn tỏ ra kính trọng như đối với một người thầy. Cô ta thường nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh và tỏ ra rất yêu văn học nên xin được đoàn quốc chỉ bảo để tập tành viết lách. Đoàn quốc khuyến khích Thảo Phương viết Thật tình, ông ta không tin cô gái này có khiếu văn trường. Nhưng ông ta tìm thấy những xúc cảm hứng thú đối với một học trò dễ mến như Tào Phương với tư cách nhà giáo ông ta cần được giảng dạy với tư cách nhà văn thuộc lớp đàn anh ông ta cũng rất cần được đọc và góp ý các sáng tác của người khác nâng đỡ những cây bút trẻ mới vào nghề trong hoàn cảnh hiện tại của ông ta Tào Phương là người học trò hiếm hoi nên dễ thực ông ta dành mọi yêu ái sáng tác đầu tay của Tào Phương trao cho toàn Quốc và mùa đông năm 1982, dài hơn 50 trang, chép trên giấy học trò. Đó là một chuyện ngắn, tựa đề, đường lên mặt trời, nói về một cô sinh viên thầm yêu một người thầy lớn tuổi vì ái mộ văn chương của ông ta. Sau ngày Sài Gòn được giải phóng, người thầy đi học tập cải tạo vì tội hoạt động chống cách mạng. Cô sinh viên vẫn đến trường, vẫn nhớ thầy cũ. Vài năm sau, người thầy được tha về, sống cô độc vì gia đình vợ con đã trốn ra nước ngoài tình cờ họ gặp lại nhau người thầy tóc đã muối tiêu nhận được sự chăm sóc của cô học trò và cuối cùng chấp nhận luôn mối tình trong sáng của cô gái nhưng rồi ông ta được vợ con bảo lãnh xuất cảnh ra nước ngoài đêm cuối cùng trước hôm ông ta lên máy bay cô gái đến ở lại với ông ta và tự nguyện trao thân cho ông ta để chứng tỏ một mối tình trọn vẹn chuyện của tào phương viết còn nhiều thô thiển về kỹ thuật nhưng đã làm cho đoàn quốc bàng hoàng ông ta đã đọc đi đọc lại hàng chục lần và thận trọng nhét vào giữa quyển tự điển ấy dày cộm cho vợ con khỏi bắt gặp có một cảm giác kỳ dị vừa sung sướng vừa đầy mặc cảm tội lỗi có một mối tình như thế trăng, hà phương ông ta đã hàng trăm lần đặt câu hỏi đó và lúng túng không tìm được một câu trả lời thỏa đáng hơn một tuần không thấy thảo phương đến ông ta mong đợi nhưng phải thú thật rằng cũng rất sợ gặp thảo phương trong chính căn nhà này cuối cùng ông ta có quyết định đón thảo phương vào sáng chủ nhật ở trước cổng nhà thờ mà cô nàng vẫn thường đi lễ ông ta chọn một quán cà phê đối diện nhà thờ để tiện quan sát ngồi gần tiếng đồng hồ mới thấy thảo phương đi ra ông ta rời quán đi ngược chiều con đường thảo phương về nhà Dường như Thảo Phương đã nhìn thấy ông ta Nên kêu lên Thầy, thầy Đoàn quốc làm ra vẻ bất ngờ Như cuộc gặp gỡ này xảy ra tình cờ Chính lúc ấy Ông ta chợt nhận ra ở Thảo Phương Một cái gì rất mới mẻ Rất thu hút Mà từ lâu ông ta không nghĩ đến Phải gọi đó là một sự khám phá Khám phá ở Thảo Phương Và ngay ở chính đáy lòng ông ta Mà cảm già nua và sự đạo mạo cần thiết của một nhà giáo đã như một lớp mỡ bôi lên tâm hồn ông ta, khiến cho những giọt nước mắt rượi của tình yêu chảy tuột đi. Nhưng một tuần lễ qua, từ khi nhận được tập bàn thảo chuyện ngắn đầu tay của Tào Phương, lớp mỡ ấy mất dần và đến lúc này đã phơi bày trọn vẹn phần tâm hồn hàng lâu đã bị lãng quên, khô cằn, khát khao những trận mưa hiếm hoi cuối mùa. Ông ta đứng lặng nhìn Tào Phương như chưa từng gặp bao giờ. Mái tóc uốn ngắn, ôm khuôn mặt đầy đặn, trang điểm công phu. Áo sơ mi bằng vải muslin màu xanh da trời, khoác lên đôi vai tròn lặn. Cái dáng trẻ trung còn sót lại của một thiếu nữ gần tuổi 30 đã bắt đầu xuất hiện khá đậm nét sự già dặn từng trải. Chính vì vậy, đoàn quốc thấy khoảng cách giữa mình và Thảo Phương thu ngắn lại, gần gũi hơn. Đoàn quốc như một cành cây trải qua một mùa mưa băng giá kéo dài trơ trụi ngỡ ngàng khi mùa xuân chợt đến những tế bào tê bút ngủ quên bàng hoàng trước tia nắng mặt trời đầu tiên mãi cho đến khi thảo phương đến sát bên lên tiếng gọi thầy ông ta mới chợt tỉnh phương đấy ư đi đâu sớm vậy đã 10 giờ rồi thầy ạ em đi lễ không ngờ được gặp thầy ở đây em thảo phương muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng, làm đoàn quốc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Trời nắng quá, coi chừng thầy bị cảm đấy. Nếu không có việc gì gặp thầy, đi với em một đoạn. Em. Cô ta ngập ngừng, không nói hết câu, nhưng bằng một cử chỉ rất tự nhiên. Cô ta nắm cánh tay đoàn quốc, kéo ông ta đi về hướng cuối đường. Người ta có thể tưởng họ là hai bố con đi lễ ở nhà thờ trở về. Và cũng rất tự nhiên, không cần mời hỏi cô ta đưa đoàn quốc vào một quán nước dập bóng cây ở góc đường tại sao cả tuần nay cô không đến tôi đoàn quốc lấy lại chủ động nhờ mấy ngụm cà phê đã kích thích nghĩa là thầy cũng có ý chờ tào phương đến em tin như thế nếu hôm nay không tình cờ gặp thầy thì có lẽ không bao giờ phương dám đến nhà thầy sao thế cô học trò duy nhất còn lại của tôi có ai như cô đã nhờ thầy giáo chấm bài mà không chịu nhận lại bài của mình tôi đã đọc và đã có ý kiến về chuyện ngắn của cô thầy thấy thế nào em rất khổ tâm vì đã gửi đến thầy cô ta ngước nhìn đoàn quốc rất nhanh rồi vội cúi xuống kéo vạt áo ai cũng thế thôi tác phẩm đầu tay bao giờ cũng như đứa con đầu lòng được đón nhận với nhiều nỗi hồi hộp lo âu nhưng rõ ràng đứa con đầu lòng của phương rất hứa hẹn Thầy nói sao? Thảo Phương cắt lời và cười bằng đôi mắt. Em làm gì có con đầu lòng? Đoàn Cúc cũng cười theo. Ông ta có cảm giác như vừa chút một gánh nặng đã kiêu mang mấy hôm rồi. Mọi sự đã đến dễ dàng, thoáng mát như một cơn gió. Có một tình yêu như thế này chăng? Hà Phương. Ông ta suýt bật ra câu hỏi ấy, nhưng đã kiềm chế được. Hãy dừng lại bên bờ đá treo leo này để ngắm nhìn tung lũng tít tắp dưới kia với viền trời xanh gì không nên bước tới nữa dưới đó là vực thẳm rất tiếc chúng ta không có điều kiện để in chuyện của phương tôi chỉ cần sửa một chút là hoàn hảo toàn quốc cố ý lái câu chuyện sang hướng dự định theo ý tôi không nên có đêm cuối cùng ấy mặc dù đó là sự kiện đầy tính bi kịch nên để cho mối tình ấy mãi mãi thánh thiện vâng Tạ Phương cầm chiếc thìa với một cục nước đá nhỏ ở trong ly, định cho vào miệng nhưng lại đánh rơi xuống mặt bàn. Nước đá bắt đầu tan ra, cuối cùng trở thành một vũng nước nhỏ trên mặt gỗ cáu bẩn. Cô ta lấy ngón tay khơi cho nước chảy dài và nhỏ từng giọt từ mặt bàn xuống đất. Đoàn Quốc chăm chú theo dõi trò chơi của Thảo Phương. Ai muốn đến với ta thì hãy theo khung cửa hẹp ấy. Dường như đó là một câu của Chúa Giêsu được chép trong Kinh Thánh ông ta tiếp tục thực hiện điều đã dự định tôi có một đề nghị nếu phương bằng lòng thì sẽ đưa chuyện đường lên mặt trời của phương vào chương sau của tác phẩm mà tôi đang viết coi như chúng ta cùng là tác giả thầy vẫn còn viết sao phương cần những gieo lên vâng tôi có một tập tự truyện viết dài vừa xong đến ngày họ chiếm thành phố tôi đang tiếp tục viết phần bổ sung với một số nội dung chuyện của phương Dấu chân cát xóa Đó là tựa đề tập truyện Và chương cuối sẽ là đường lên mặt trời Thầy có thể cho em được xem không? Em đã đọc tất cả sách của thầy Chỉ còn thiếu tác phẩm cuối cùng này Sao cô lại nói điều xui xẻo như vậy? Tôi vẫn còn có thể viết Một vài tác phẩm nữa Sau khi dấu chân cát xóa được in Em xin lỗi thầy Nhưng viết ra mà không xuất bản được Thì phí quá Làm sao trong hoàn cảnh này Có thể in tác phẩm ấy của thầy cô lo như vậy cũng phải nhưng cũng may với đây có một vài người bạn có lòng tốt muốn giúp tôi chuyển các bản thảo ra nước ngoài để in và tôi cũng đã gửi được một phần hay quá khi em được xuất cảnh mặc sức mà đọc hoan nghênh thầy hai tay nói khẽ chứ chẳng cần đợi đến lúc ấy đâu phương là độc giả đặc biệt phải nói là đồng tác giả thì tôi sẽ gửi bản thảo cho phương đọc trước được chứ còn gì bằng hôm nào thầy cho em xem nhé Thảo Phương đang phấn chấn, bỗng ra điều suy nghĩ. Biết thế này thì em đã không nghĩ đến đêm cuối cùng ấy. Cô ta nhìn đoàn quốc và cười bằng cả hai mắt. Chẳng có đêm cuối cùng mà cũng không bao giờ có khung cửa hẹp. Một mối tình như thế có thật chăng? Đoàn quốc không muốn tìm câu trả lời. Những ngày tháng còn lại ở đất nước này, Phương sẽ làm gì? Bỗng đoàn quốc đặt câu hỏi mà Thảo Phương chưa bao giờ nghĩ tới thì cũng một ngày như mọi ngày. Thế thôi. Còn thầy? Tôi ấy à? Nghĩ cũng oái oăm. Mấy năm nay, nằm chờ thì thấy thời gian quá lâu. Đến nay sắp ra đi thì lại thấy không đủ thời gian để giải quyết công việc. Việc gì mà lắm thế? Em tưởng thầy đã thu xếp việc nhà đâu vào đấy cả chứ? Liệu em có thể giúp được gì cho thầy? Thay vì trả lời thẳng, đoàn quốc lại đặt một câu hỏi khác. Theo Phương, chúng ta rời đất nước này ra đi với tư cách gì thấy thảo phương không hiểu toàn quốc gợi ý tiếp là những người tị nạn người được phép đoàn tụ gia đình hay kẻ ra đi có trật tự tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được ba tự ấy khi sắp rời đất nước tôi lại băn khoăn tại sao tôi lại có những cuộc đoàn tụ chính ngay trên mảnh đất này mà lại phải ở những nơi đất khách quê người phương có thấy như vậy không thảo phương vẫn không hiểu toàn quốc tiếp làm sao chúng ta có thể từ bỏ dễ dàng mảnh đất này thế nhỉ nghĩa là thầy đổi ý không muốn xuất cảnh thảo phương tỏ ra ngạc nhiên không tôi không có ý định đó tôi vẫn ra đi nhưng không như người thua cuộc sạch túi trắng tay chúng ta đã thua trận nhưng chưa phải kết thúc một cuộc chiến đấu nghĩ cũng oái oăm ở đây chúng ta tìm mọi cách để ra đi còn ở nước ngoài hiện có nhiều tổ chức đoàn thể đang hướng về tổ quốc họ đang tiếp tục cuộc chiến đấu đấy chúng ta sẽ mang đến cho họ những gì vì vậy tôi không muốn làm một người tị nạn theo đúng nghĩa của nó mà cũng không ra đi chỉ để đoàn tụ gia đình tôi không muốn ngửa tay để xin sự cứu vớt mà với tư thế đưa tay ra để bắt tay anh em ở hải ngoại tôi muốn đem đến cho họ cái mà họ đang cần phương có hiểu tôi nói gì không tôi sẽ hoàn thành tác phẩm ấy ngay trên mảnh đất này trong những ngày còn lại này Bản quốc nói say xưa như chưa từng được nói với ai. Đôi hố mắt như sâu thêm, nhìn vào đó, Thảo Phương chợt có cảm giác như ông ta không phải nói với mình. Cái nhìn xa xăm kia sao quen thuộc đến thế? Phải rồi, mỗi khi vị linh mục hướng về tượng chúa để cầu nguyện với đôi tay giang rộng, đôi mắt cũng hướng về xa xăm, như thể đó với những khát vọng về một thiên đường mà chính ông ta cũng chưa được biết nó ra sao hết phần 4. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5